Thưa quý vị và các bạn, tình hình buôn lậu thuốc lá trên địa bàn tỉnh Lào Cai 10 tháng đầu năm 2016 không có diễn biến phức tạp. Tại các điểm bán thuốc lá trên địa bàn đã gần như không còn thuốc lá lậu. Thực tế này cho thấy sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng và địa phương trong việc tăng cường, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, trong đó đặc biệt là tội phạm ma túy, thuốc lá lậu, thuốc lá giả không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây là hình ảnh kho tang vật chứa khoảng 38,7 tấn thuốc lá nguyên liệu chưa tách cọng chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam do lực lượng phòng chống tội phạm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa phối hợp với các cơ quan liên quan triệt phá thành công. Tại thời điểm bắt giữ, không có cá nhân tổ chức nào xuất trình được giấy tờ liên quan đến lô hàng thuốc lá trên. Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Để ngăn chặn tình trạng buôn lậu thuốc lá, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chính quyền, đoàn thể các địa phương biên giới, tổ chức tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, không tham gia tiếp tay vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, đặc biệt là ma túy, thuốc lá lậu trên địa bàn nơi sinh sống. Trong năm 2016 và cái thời gian gần đây chúng tôi đã bắt hai vụ. Vụ năm ngoái là 37 tấn thuốc lá, năm nay cũng tầm 37 tấn thuốc lá nhập từ Trung Quốc Việt Nam. Cái đấu tranh, cái xử lý của cái vụ này nó cũng rất phức tạp, bởi vì là cái địa bàn trên đó là nó không có cái địa điểm, cái bãi tập kết để kiểm hóa trước khi nhập làm thủ tục, thì là vận chuyển qua biên giới như vậy là vi phạm pháp luật. Để giảm các cái hoạt động mua bán vận chuyển hàng hóa trái phép biên giới, thì công tác tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đôn đốc các đơn vị là công tác chỉ huy chỉ đạo. Còn dưới cơ sở là cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân, người ta nhận thức được cái tác hại về các cái hàng hóa lậu thẩm lậu qua biên giới, nó không đảm bảo, nó vi phạm, đặc biệt là các cái hàng mặt hàng nó ảnh hưởng đến sức khỏe con người, trong đó là có thuốc lá. Lào Cai là tỉnh có đường biên giới dài với nhiều đường mòn sông suối, do lợi nhuận từ thuốc lá lậu là rất lớn nên các đối tượng dùng mọi thủ đoạn để buôn bán, tàng trữ, cất giấu. Tại các cửa khẩu, lực lượng hải quan, biên phòng, công an, quản lý thị trường, đội kiểm tra liên ngành của tỉnh và các địa bàn có tuyến biên giới đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, nắm chắc địa bàn trọng điểm, nơi tập kết hàng hóa tại khu vực biên giới, nhất là đối tượng chủ mưu cầm đầu. Tập trung kiểm tra ngăn chặn, kiên quyết xử lý vi phạm như rượu, ma túy, thuốc lá lậu, thuốc lá giả, nguyên liệu thuốc lá nhập không rõ nguồn gốc xuất xứ, kiên quyết đưa ra xử lý trước pháp luật. Tại Lào Cai thì đối với cái thuốc lá của phía bên bạn sang đây thì cũng là gần như là không có. Tại vì cái hàng hóa này là cái hàng hóa nhà nước quản lý rất là chặt chẽ, cho nên là đối với lực lượng hải quan cũng như là các ngành cùng phối hợp nhau để triển khai công tác phòng chống của công tác này. Trên địa bàn cũng có một số cái cửa hàng miễn thuế, về chúng tôi cũng giám sát đảm bảo đúng quy định của pháp luật đối với hàng hóa được xuất sang nước ngoài khi bán ra. Trong nội địa, các lực lượng công an, quản lý thị trường, tài chính, khoa học công nghệ đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường lực lượng kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh nhà hàng, các đại lý buôn bán và bán lẻ thuốc lá, đảm bảo việc chấp hành tốt quy định đã cam kết với cơ quan chức năng. Qua kiểm tra đầu năm 2016, các cơ quan chức năng đã thu giữ 3.400 bao thuốc lá ngoại, nhãn hiệu 3 số 5, trị giá ước tính trên 100 triệu đồng. Hiện tại đối tượng đã bị khởi tố trước pháp luật. Ban chỉ đạo 39 tỉnh Lào Cai chúng tôi cũng đã có những xây dựng kế hoạch để chỉ đạo các ngành để tập trung về công tác chống buôn lậu. Và trong đó thì cũng có mặt hàng về thuốc lá. Mặt hàng thuốc lá thì chúng tôi cũng kiểm soát được hai cái lĩnh vực, một là cái lĩnh vực lá thuốc lá nhập khẩu, hai nữa là lĩnh vực về thuốc lá điếu. Thì từ đầu năm đến giờ thì cũng chỉ xử lý được một cái vụ buôn lậu thuốc lá khoảng 3.400 bao. Thế còn hai vụ về cái đang chờ xử lý làm rõ để về cái lá thuốc lá. Để đạt được những kết quả đấu tranh chống thuốc lá giả, thuốc lá lậu trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo các thành viên ban chỉ đạo địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch số 35 KHBCD ngày 4 tháng 2 năm 2016 về tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, đấu tranh chống buôn bán kinh doanh, nhập khẩu các mặt hàng thuốc lá không có giấy tờ xuất xứ trên địa bàn, tuyên truyền vận động nhân dân trong tỉnh tự nâng cao nhận thức, tự giác trong kinh doanh, nói không với thuốc lá lậu trên địa bàn.